dãy Hoàng Liên Sơn. Đường lên với đỉnh Phan Xi Păng rồi chỉ còn màu trắng, trắng của băng giá. Cô Hoa Đỗ Quyên, đi thôi. Cây đỗ quyên này giờ nó trọng, nó phải nặng lên nó vài tạ rồi. Mày chết rồi. Cứng lắm. Một cái hoa anh đào đã đổ gục xuống đường đi rồi. Nặng quá, nó trồng cù lắm rồi. À, bật rễ rồi. Cứng lắm. Vui lòng không trèo lên lan can nhưng vẫn có thể leo lên lan can được, leo chứ không trèo nhá, thoải mái đi. Bên kia là anh Như Lai thần trưởng đã ngồi lù lù rồi, chúng ta cùng đi sang bên kia xem. Rồi leo núi. Như Lai thần trưởng, Như Lai thần trưởng nó ngồi lù lù đây. Và những người ngồi trên cái tàu leo leo núi kia là người không có bản lĩnh, lười đi bộ vận động, người nó mới khỏe, nó nóng nó không bị rét. Rốt ở đâu kìa, con tàu đang đi xuống kìa, chỉ có những người không có bản lĩnh mới ngồi trong đấy thôi. Người sợ rét. Đó. Thôi, nó đã đi về nơi xa xong rồi. Từ đây phóng xuống thị trấn. Chỉ còn mờ mờ ảo ảo trong làn sương mù đó. Đây này. Mày mình zoom tốt được tí. Hình ảnh một anh Như Lai thần trưởng mắt trợn trừng trừng nhìn về phía đằng đông, phía mặt trời mọc. Đi chơi còn có tưởng nhạc để nghe này, còn đời thì còn gì bằng nữa. Cái này gọi tội phá hoại. Đây cái mong sạt này. Ê, mong sạt nó đóng bong này. Ê. Đỗ Quyên cũng sắp chết rồi.